về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Dạ vâng ạ, em xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và tất cả quý anh chị em khách hàng trên toàn quốc. Và một video tiếp theo trong buổi trưa hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2020, em trân trọng làm một clip để giới thiệu quảng bá test chất âm một bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc chuyên nghiệp có tổng trị giá xấp xỉ khoảng 10 triệu đồng. Và đặc biệt trong video này em sẽ giới thiệu kỹ với các bác cũng như là anh em về hai đôi loa bãi bát 30 thùng gỗ sơn sần cát màu đen có giá rất tốt để các bác có thể mua nghe và trải nghiệm ạ. Chỉ với 5.500.000 đồng, các bác sẽ sở hữu ngay một đôi loa bát 30 dòng loa full, bát từ 16 coi 6.3, tép từ 14 coi 4.4. Và em cũng sẽ giới thiệu kỹ hơn với các bác và anh em, đó là những chiếc đẩy bãi HM công suất 500W trên một kênh, đánh thoải mái những đôi 30 hoặc hai đôi 25 có giá 3.4 triệu. Và em sẽ giới thiệu thêm đó là những chiếc vang cơ chống hú PS Audio SV9 có giá 1.500.000 đồng, bao ship là 1.6 triệu, dây rắc đầy đủ là 1.7 triệu. Em báo cho toàn thể các bác chi tiết như vậy. Thưa toàn thể bác thân mến, theo như nội dung mà cửa hàng em đưa ra một cái tiêu đề, đó là chia sẻ lợi nhuận cho các bác cũng như là anh em và chia sẻ cái giá tốt trong mùa dịch bệnh Covid này. Chỉ với 5.500.000 đồng, một đôi loa 30 chắc là không bao giờ rẻ được hơn, đúng không các bác? Đôi loa này em xin được giới thiệu để các bác tại sao nó lại rẻ như vậy. Cái phân tần của nó, các bác lưu nhé, phân tần của nó là nó bị lộ cộ, đó là cái điều em muốn nhấn mạnh. Chất âm rất hay, lời ca sáng rõ, bát cũng rất là sâu. Tất nhiên là dòng này bát nó không sâu được bằng những dòng từ 17, từ 19, từ 220 các bác nhá. Còn nó như thế nào thì các bác đã nghe rồi. Đó. Em đang chạy một đôi các bác nhá, một đôi thôi. Và trong video này em cũng mời toàn thể các bác sẽ cùng xem ruột gan của đôi loa luôn. Bây giờ chim ta băng tăng, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày, xa đời năm chung. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các bác thân mến, hiện tại đấy ạ thì các bác cũng như là nhiều anh chị em và đặc biệt là bản thân cửa hàng em cũng rất ít khi ra ngoài, khi bắt buộc có những công việc cần thì mới đi ra ngoài. Vì vậy là những bộ sản phẩm karaoke để cho các bác có thể nghe nhạc ở gia đình cũng như là hát những ca khúc mà mình yêu thích thì nó rất là tốt. Thì em cũng xin phép là trong những ngày tới sẽ liên tục bán giá thật tốt cho các bác, chia sẻ cái lợi nhuận cho các bác một chút. Ví dụ như là em bình thường bán một đôi loa lãi 1 triệu thì sắp tới chỉ bán lãi khoảng 300, 500 hoặc là 800-900 thôi, không lấy lãi đủ 1 triệu nữa. Thì mong các bác cũng như là anh em sẽ cùng ủng hộ để những cái sản phẩm cửa hàng em liên tục được lên đường. Xin được cảm ơn toàn thể các bác. Các bác sẽ cùng ngắm nhìn, đây là nội thất của hai đôi loa sử dụng bát 30 từ 16 coi 6.3. Những đôi loa cho ra tiếng ca rất là tốt. Các bác thân mến, nội thất rất là đẹp, xương nhôm đúc nguyên khối, mang giấy, gân vải tẩm dầu lụa. Đây ạ, các bác sẽ cùng ngắm nhìn. Đây ạ, nhện bã trầu, rất đẹp luôn. Và với chỉ cái giá xấp xỉ 10 triệu đồng, các bác đã có ngay một bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc rất là hợp lý, vừa tầm tiền. Check của nó sử dụng check từ 14 coi 4.4 các bác nhé. Check từ 14 coi 4.4. Đây ạ. Thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Đó. Rất hợp lý. Một chiếc đẩy bãi, một đôi loa bãi, loa cũ và một chiếc vang mới có giá trên 10 triệu đồng một chút. Các bác đã sở hữu ngay một bộ sản phẩm. Và đây ạ,
chính là bốn bộ phân tần của nó các bác nhé. Đây, một bộ này, đây bộ thứ hai. Các bác thân mến nhé, phân tần của nó thì như em đã vừa giới thiệu đây, tại sao giá của nó này rẻ chỉ có 5,5 triệu. Đây là bộ phân tần của chiếc loa đầu tiên. Đấy, nó bị lạc phân tần các bác nhé. Đây là bộ phân tần thứ hai. Thùng gỗ các bác nhá. Thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Đây là bộ phân tần thứ ba các bác nhá. Đấy, bộ phân tần thứ ba. Đây là bộ phân tần thứ tư. Đó. Em bán đồng giá 5,5 triệu một đôi. Các bác có thể mua cả bộ sản phẩm hoặc các bác có thể mua loa không các bác nhá. Đôi loa này em bán 5,5 triệu tại cửa hàng. Đó. Các bác sẽ cùng nhìn đằng trước này. Rất là đẹp. Em nhấn mạnh lại nhá. Từ 16 coi 6,3. Còn tư nữa đẹp. Đấy, chiếc nữa. Cơ hội không có nhiều. Em chỉ có 2 đôi, loa IPO bass 30, thùng gỗ sơn sần cát màu đen, bass từ 16 coi 6,3, tép từ 14 coi 4,4. Đó. Và em xin phép gửi lời chào tới tất cả các bác cũng như là tất cả quý anh chị em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và một video sau em sẽ test âm thêm những bản nhạc rất là sôi động nữa để cho toàn thể các bác sẽ cùng đón nghe. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.